Đây chào các bạn á, My đã cắt xong rồi nè. Cái này thì My sẽ để nguyên vậy luôn. Còn đây các bạn, ở trong này thì còn mấy trái thơm, mấy cái nhỏ nhỏ My không có lấy hết các bạn. My muốn để cho nó vậy, cho nó ngọt thơm, cho nó ngọt 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 của cái thơm á, vô mực các bạn. Thì My sẽ để vậy, My chỉ lấy ra trên thôi. Đó, đây thì là mực nè. Mực thì My không ướp nha, My sẽ đó các bạn. Mực thì mình sẽ không có ướp nha, mình sẽ để nguyên vậy thôi. Nhưng mà ăn thử cái vị của nó, mình nghĩ nó sẽ ngọt ngọt của cái này. Còn sau đó thì mình sẽ ăn chấm với lại nước chấm tiếp. Bây giờ mình để vô nè. Cái này mình bóp muối rồi các bạn. Chắc đầy quá. Okay. Đầy luôn các bạn ơi. Vừa đủ, vừa đủ. Xíu nữa mình sẽ để miếng hành cho nó thơm. Đây các bạn, vừa đủ luôn. Đây nè. Rồi, để nắp lại. Bây giờ mình sẽ đem đi hấp nhá. Hy vọng là nó sẽ vừa cái nồi của Mary. Chứ không vừa là chết chắc luôn. Các bạn, bình thường Mary hấp đồ á, thì Mary hay để cái này lên. Nhưng mà bữa nay thì Mary không có để được, tại vì nó cao quá, không có vừa các bạn. Thì bây giờ Mary cho các bạn coi Mary hấp sao nè. Đây các bạn, Mary sẽ để vô luôn vậy nè. Để lên cái chén. Tại vì nó đứng, tự nó đứng á, nó cứ lúc lắc muốn muốn ngã không à. Đứng không vững. Đó. Cái này thì vừa để nắp được này. Còn cái kia thì mới để cái miếng kia á, thì không có để nắp được. Đây mới sẽ để nắp lại, một hồi nó sẽ được ăn nè. Ăn thử nó sẽ như thế nào nhé. Trời các bạn, nó sôi quá trời luôn. Mình sẽ mở thử nhé. Mà nóng quá. Đó, chưa chín các bạn ơi. Để nắp lại. Chưa chín. Tại vì khi mà nó chín á, nó sẽ nhìn nó cứng ngắc luôn. Còn cái này nhìn nó còn mềm mềm là chưa chín. Nóng quá, nóng quá. Trời ơi, đẩy nắp không được. Ok, được rồi. Đây, mình sẽ lấy ra xong mình quậy nè. Trời ơi. Trời ơi, rất là nhiều nước luôn nè. Ở dưới chín rồi đó. Hãy lấy ra. Ở trên này thì chưa chín nhưng mà ở dưới chín là để mình đảo đều lên. Trời. Nè, mấy cái chưa chín. Đây, mình sẽ đẩy nắp thêm xíu nữa đi. Bây giờ mình sẽ đẩy hành luôn cho nó thơm á, cho hành chín luôn. Đây. Một tay đang cầm cái điện thoại mới không muốn để. Đây các bạn, mưa nghĩ nó chín rồi nè. Ôi ôi nước quá trời. Bây giờ vấn đề là không biết sao để lấy ra thôi nè. Tìm cách lấy ra đây các bạn. Chín rồi đó. Hi, chào các bạn nhé. Trời nóng rồi, cái này nóng nữa các bạn. Đây. Rất là nhiều nước luôn các bạn. Mình có chuẩn bị đũa với lại chén, với lại muỗng nè, với lại nước chấm ở đây nữa nè, giống như là nấu súp vậy đó các bạn. Nhưng mà nó rất là ngọt luôn, nơi có sắc ớt luôn rồi nè. Nhưng mà nó mềm các bạn, nó không có giòn. Mềm mềm nhưng mà lại rất là ngọt luôn. Ngọt của cái trái này nè.
có nhiều ớt lắm nè. Đó bạn ơi, nó có vị chua chua nhưng mà lại ngọt ngọt. Để mưa bới miếng cơm mà cơm nguội. Có ớt lên nè. Món này thì không ai ăn luôn, tại nhìn nguyên con hai đứa không ăn luôn. Ba nó thì chắc chắn rồi. Hút miếng nước nhé. Đây lấy thêm miếng này, cho hút thêm miếng nước nữa. Nước rất là ngon mà có nguyên ớt ở đây mới không hút. Đây miếng này nè. Rất là ngon luôn. Mày bấy cơm. Ủa mày đổ mồ hôi các bạn. Cái này vừa nóng nè, rồi vừa cay bạn. Đây úp xí rớt đây. Cái này cơm nguội các bạn mới sẽ không hâm đâu. Tại bây giờ ăn đồ ăn nóng nữa, cơm nóng nữa thôi luôn. Đó. Bữa nay chơi ăn cơm luôn. Mới có cảm giác như là khi mà hút súp á, có cảm giác như là canh chua rồi đó. Mới làm nhẹ nhẹ các bạn. Tại vì mới đeo mic á, đeo mic thì tại vì nó rất là ồn. Đây, chấm miếng nữa. Đây hết như này. Cái này mới không ướt lắm ạ. Anh mì chấm cái này nó có mặn mặn. Cái này thì nó chua chua thôi, có vị chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà hút nước thì lại rất là ngon. Wow, mẹ đổ mồ hôi quá trời luôn. Mê nước mắm đó mà. Không ăn nhiều thì cũng phải có ít để nó thơm thơm.
nóng nhưng mà đã. Mới là một người kiểu quần áo này là mới không có để ý nhiều các bạn. Cái người của mê mày mới không có mê quần áo. Nhưng mà mê lại rất là mê trang sức các bạn. Nên nhiều khi các bạn thấy mê các bạn tới bạn lui thôi. Nhưng mà thật sự quần áo mê cũng nhiều lắm chứ không phải là không. Nhưng mà nếu mà mê thì mê mê trang sức nhiều hơn. Khi mà mê có tiền mê để dành cái là mê sẽ mua trang sức. Không phải tại mua để dành mà tại vì mê không biết sao luôn. Nhiều khi mê đi mấy cái chợ mà cái tiệm mà nó bán đồ rẻ chứ mê không cần thiết là phải đồ mắc tiền cơ mà. Thì tất nhiên là càng mắc thì càng thích, ai mà không thích đúng không? Nhưng mà cái mê mê là mê cái trang sức chứ không phải là mê cái đồ kiểu như là đắt tiền. Nên hả, mấy cái đồ mà kẹp tóc nhỏ nhỏ vậy nè, hoặc là mấy cái vòng tay này nè, nhiều lắm. Nhưng mà các bạn thấy mê nhiều khi đeo tới đeo lui có một hai cái thôi, không có đeo nhiều. Nhưng mà mỗi lần đi á, mỗi lần đi là thấy là cứ mua, không biết sao luôn, bị bệnh luôn á mà. Nhưng mà quần áo thì mê không có bị gì vậy. Nên hả, có thể các bạn thì mê cái gì đó, có nhiều người mê túi xách chẳng hạn. Mê thì lại rất là mê trang sức luôn, mê lắm nha các bạn. Nhiều khi mê đúng là mua đồ á, có đồng hai đồng thôi nhưng mà thấy rẻ lại mê cứ mua. Nhưng mà mua về chưa chắc xài đâu, nhưng mà cứ thấy rẻ là mua, cứ thấy thích là mua, giống kiểu vậy đó. Đây mê sẽ múc vô đây. Wow, đã quá bạn ơi. Lấy miếng súp nữa nè. Không biết hấp hay là súp đi. Giống như là ăn canh chua rồi đó. Có trái thơm, nó sẽ lấy thêm miếng này cho nó mặn mặn. Wow. Có trái thơm nữa nè. Mấy miếng ở dưới á. Dây chuyền này nọ mê cũng mê lắm. Nhưng mà có cái dây chuyền mới không có hợp mà. Wow, trời ơi nóng quá. Nóng mà ăn ớt nữa, rồi ăn đồ nóng nữa. Dây chuyền á, khi mà mê đeo á mới là bị ngứa lắm. Nên có nhiều kiss me. Nhiều cái mê không có đeo. Không có đeo được luôn. Ngứa hoặc là bị nổi mụn các bạn, kỳ cục lắm. Nhưng mà mê cũng lì lắm. Lâu lâu mê vẫn đeo. Nhưng mà đeo xong nó nổi mụn. Nổi mụn xong rồi cởi ra tiếp. Nhưng mà một lúc nào đó lại đeo tiếp. Nhưng mà còn tay chân rồi nọ không sao. Còn mắt thì mê lại bị dị ứng với lại kem chống nắng các bạn. Tất nhiên không phải tất cả các loại kem chống nắng, nhưng mà đa số kem chống nắng không hợp. Nên hả, nhiều khi mê mua một cái hiệu thôi là mê mua tới cái hiệu đó thôi. Nhưng mà cái hiệu của mê đang xài á, mê kiếm không thấy nữa. Ôi trời, tại dưới vậy làm ồn. Nóng quá bạn ơi. Vừa nóng vừa cay trời ơi. Nhưng mà rất là đã luôn.
Mặn thôi mà đổ mồ hôi quá trời. Các bạn mới quay ngay đây này nó hơi chói chút xíu các bạn. Nên hả? Các bạn kêu máy kiểu không không đủ chất lượng này nọ. Nhưng mà thật ra thì cái máy thì nếu các bạn thấy rõ thì có nghĩa là nó đủ chất lượng rồi. Nhưng mà không có đủ chất lượng là tại vì ánh sáng với lại cái chỗ mới quay thôi các bạn. Chứ không phải tại cái máy, tại cái chỗ quay thôi. Bữa nay ăn cơm rồi nhé. Các bạn yêu cầu ăn cơm. Chồng thì rất là kén ăn luôn các bạn. Mấy cái đồ mà ăn giặt thì tùy theo món, món nào mà anh thích là anh ăn tới luôn, giống kiểu vậy. Giống như món ăn cơm ở nhà á thì anh thích mấy cái thịt kho hoặc chiên lắm. Cá thì anh không mê, cá chiên thì anh ăn được, nhưng mà ngoài ra nói chung là cá anh không mê lắm. Người thấy vậy anh ăn được nhưng mà không có mê. Đây các bạn, nước thì còn nhiều lắm, nhưng mà thịt á, thịt này nè nó teo các bạn. Còn chút xíu à, nên hả, hết thịt rồi nhưng mà còn nhiều nước. Chắc một hồi mới cầm nguyên này mới hút luôn. Không vào, nóng ơi là nóng luôn. Mặt mươi vẫn còn đỏ luôn mà. Chưa hết luôn. Chấm miếng à. Có ớt rồi, chấm ớt nữa. Đã quá các bạn ơi. Cái này làm bữa cơm gia đình cũng được các bạn. Chồng mê thì nhìn vậy không ăn các bạn. Phải chiên mà không thấy con luôn. Nên hai đứa cũng giống ba nó cũng đúng các bạn. Không thấy con thì được. Giống như cánh gà đi, ví dụ á, nếu như gà chiên thấy nguyên cánh nhưng mà chiên không thấy da của con gà, không sao ăn. Còn nguyên con gà nhưng mà một hồi mình chặt đi, hoặc là mình chặt nhỏ quá, mình bầm nhỏ thì anh kiểu như là nhìn nó là lạ, không không giống con gà, anh cũng không ăn luôn. Nói chung là nhìn nguyên con gà cũng không ăn, nhưng mà nhìn không ra con gà cũng không ăn. Anh rất là lạ vậy đó, món nào cũng vậy các bạn. Nên hả, anh tính ra anh khó ăn lắm, chứ có thịt là được. Nhiều khi thịt thì mới sắc này nọ thì sắc kiểu nào cũng được, bầm cũng được, nhưng mà mấy cá hoặc là mực hoặc là cái món nào mà là lạ chút xíu là anh kiểu như khó lắm. Qua nóng quá trời, nhìn vậy chứ chút xíu thịt chút xíu à, hấp lên cái nhiều nước thôi tại nó teo á. Mắm ăn rồi các bạn, trời ơi con mắm tội nghiệp ghê luôn. Mắm nhỏ hôm qua nó bị té nên bữa nay mới ở nhà, nó chơi bị té còn giống gì nữa. Bị té đập ngay mặt ngay đây nè, bị xước từ đây các bạn, xước tới đây luôn. Trời bây giờ nhìn tội nghiệp lắm, sưng mở mắt không được luôn.
tại vì nó bị dấp cái cục đá, nếu như té bình thường á, thì nó sẽ bị hay bị là cái tay hoặc là đầu gối này nó bị các bạn, nhưng mà cái này nó dấp cái cây xong rồi nó cứ kiểu như là chúi đầu xuống đất rồi đó, ngay đây nè, trời ơi nhìn hôm qua chảy máu quá trời, tại chạy trên đá xi măng á, mấy cái xi măng á, xi măng mà không phải cái kiểu láng đâu, cái kiểu người ta làm chỗ đậu xe á, nó không có láng, nếu như nó láng hơn có thể nó đỡ hơn, còn cái này là giống như nhiều khi có chỗ là nhìn thấy giống như cát vậy đó, kiểu vậy đó. Nên hả, tới bây giờ là sưng quá trời luôn. Nó thì bình thường kiểu như không có gì, không có kiểu như là đây các bạn nhìn tội nghiệp không, đây nè, dưới khé đây các bạn, từ trên này nè cắm ngay đây xong trúng ngay cái vai nữa các bạn, ngay cái vai ngay đây nữa, sáng sớm mới thức cái là nhìn thấy thấy nó ngủ nhưng mà thấy nó sưng á, trời ơi thương quá, nên thôi mới ở nhà với nó, coi nó ở nhà chơi với nó, trời ơi xót quá trời luôn các bạn, trời hôm qua nhìn nó té và mới muốn khóc theo luôn á. Thôi con bài bài cô bài chú đấy, bài cô bài chú, dạ cô dạ chú chứ. Chứ nào đẹp mày phải không, chứ nào đẹp. Nên hả các bạn, đứa con mà bị té vậy không ai muốn hết đúng không, nên nhiều người á cứ kiểu như là nói không biết coi con hoặc không lo cho con này nọ, nhưng mà tụi nó chơi á mình đâu phải lúc nào cũng ấy đâu. Nguyên cũng ngay đó cũng coi nhưng mà nó té không kịp, không chụp không kịp các bạn, trời ơi xót lắm. Thôi mới hẹn gặp các bạn video tới nhé, xe nào bay cô trước á, bay cô trước đâu rồi, hai thôi bay các bạn nhé, bye.